Demo. Layout. Demo Git Bash Layout. Trong bế kịch buổi sau. Ủa, sao thầy tạo luôn cái này rồi? Vậy rồi. Mình code nha, code chứ không kế thả. Java class demo. Rồi, ok. Reframe. Implement action listener. Rồi ở đây chúng ta sẽ demo main. Rồi. Rồi mình làm các cái thủ tục ban đầu. Làm các thủ tục ban đầu. Bị bỏ ra ngoài rồi, tự nhiên bỏ ra ngoài, bỏ vô trong chứ sao tự nhiên bỏ ra ngoài. Rồi, ok. Rồi trong phần này thì chúng ta sẽ khai báo demo git layout bằng new chấm set visible. Rồi. Chúng ta sẽ tạo ra chín nút. Tạo ra chín nút ha. Chúng ta có thể tạo theo mảng cũng được. Button. Button. New. Button. Bằng new, tự nhiên quên rồi. New button 10 từ 9 nút đúng không? Rồi mình sẽ for int bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn btns chấm len chấm phẩy y nhỏ hơn y cộng cộng. BTNS thứ y sẽ bằng new button cộng với y cộng 1. Rồi như vậy mình đã thêm được các cái nút, khởi tạo được các cái nút. Và đối với phần này thì chúng ta cần phải sử dụng một cái layout Gitpath để mà chúng ta chủ động thêm các cái đối tượng vào. Và một cái nữa là cái Gitpath content để định kiểu và định vị trí cho các đối tượng của chúng ta. Cho nên đối với bài này thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái thành phần này. Đó.
sử dụng layout và sử dụng cái get back content. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng hai cái thành phần, get back layout và get back content, đó là hai thành phần. Như vậy cái content này chúng ta sẽ lấy cái content hiện tại, tức là cái thành phần chứa đựng, tức là cái reframe của mình, và mình sẽ set layout cho nó với cái get back layout. Còn cái này là mình sẽ set cho từng thành phần đối tượng của chúng ta. Như vậy cái này chúng ta không dùng for được, mà chúng ta sẽ set cho từng nút một, set cho từng nút một. Như vậy thì cái đầu tiên chúng ta sẽ set cho cái get back content của mình nè. Thứ nhất là tỷ lệ GBC, chúng ta sẽ set ở đây tỷ lệ theo chiều x và tỷ lệ theo chiều y. Đó, chúng ta sẽ set tỷ lệ theo chiều x và tỷ lệ theo chiều y là 1:1 tỷ lệ. Như vậy thì cái phần này tí nữa nó sẽ cho phép mình tăng hay là giảm các cái nút của chúng ta. GBC chấm width y bằng 1, rồi cho phép set tỷ lệ theo chiều nào. Như vậy lúc này chúng ta sẽ muốn set tỷ lệ theo một chiều hay là hai chiều hay là cả hai chiều, x chiều y hay là cả hai, thì chúng ta sẽ sử dụng fill. Fill là muốn muốn giãn cái nút của chúng ta theo chiều nào, giãn cái nút theo chiều nào, thì các bạn sẽ dùng cái thuộc tính là fill bằng get path layout content chấm. Nếu bạn theo chiều x thì bạn để là x, còn không y, còn không thì mình chọn pole là cả hai chiều. Đó là cái thiết lập đầu tiên. Tiếp theo các bạn sẽ thiết lập cho cái khoảng cách giữa các nút. Mình sử dụng là thiết lập khoảng cách giữa các nút, là thiết lập cái insert cho nó. Như vậy trong này nó có top, left, button, right. Đó, bao nhiêu pixel là thiết lập giữa các nút có khoảng cách. Tí nữa mình tắt cái lệnh này đi, mình sẽ thấy nó khác. Và vô đầu tiên chúng ta sẽ set cho đối tượng đầu tiên x bằng 0, y bằng 0 là vị trí của lưới. Vị trí của lưới, và mở rộng theo chiều ngang, mở rộng theo chiều đứng, mở rộng theo chiều ngang, mở rộng theo chiều đứng, và set cái đó cho nút thứ nhất. Như vậy chỗ này GBC chấm theo chiều x là 0, tại vị trí đầu tiên là 0. Rồi GBC chấm tại vị trí theo chiều y là 0, là nút đầu tiên. Nút đầu tiên, và mình sẽ mở rộng nút của chúng ta. Lưới theo chiều rộng. Lưới theo chiều cao, lưới theo chiều rộng. Rồi bằng 2 đi. GBC lưới theo chiều cao bằng 2. Và mình thiết lập cái này cho nút đầu tiên. Thiết lập cái này cho nút đầu tiên. Như vậy để thiết lập cho nút thì các bạn sẽ set content. Rồi sau đó bạn add cái content đó vào đối tượng của mình. Chỗ này thì mình sẽ là GBTS số 1. Đó, mình add nút đầu tiên vào. Số 0 trước đây ha. Số 0 chứ. Mình add nút số 0 trước. G
Nút của mình hồi nãy là mình tạo gì? BTNS. Rồi. Như vậy đối với lại đối tượng mà sau khi mà chúng ta add một nút á thì chúng ta chưa thấy gì. Bởi vì có một nút à. Nó chưa có căng, chưa có gì hết. Thì mình chỉ thấy nguyên nút lớn. Bây giờ mình thêm nút thứ hai. Tương tự như vậy, mình copy cái này ra. Mình thêm vô đây là nút 2, tức là số 1. Bây giờ chỗ này x nút số 1 của mình là ở đâu? Nút số 1 đây rồi nè. Nút tiếp theo nè. X là tăng lên ha. X và y là vẫn số 0, x là số 1 tăng lên. Và mở rộng theo chiều ngang. Mở rộng theo chiều ngang. Rồi chỗ này x tăng lên 1, x tăng lên 2, y vẫn là 0. Mở rộng theo chiều này, chúng ta để là 4 chiều cao 1. Rồi thử xem có gì khác. Đối với lại nút tiếp theo, chưa có canh ha. Rồi mình thử tiếp này, theo chiều rộng 4, chiều cao 1. Tại vì cái này nó phải sắp vô nó mới bắt đầu nó căng chỉnh lại. Thêm nút thứ ba. Nút thứ ba là PT2. PT2 của mình nằm ở đâu? Số 3 x ngang với ở trên, y tăng lên. X y tăng lên 1. Y tăng lên 1. Độ rộng 2. Rồi ok. Nó đã nằm ở phía dưới rồi nè, nút số 3. Tiếp tục tí nữa mình sẽ chỉnh lại sau. Nút số 4. Số 4 là nằm ở dưới số 1 luôn. Nút số 4 là chỗ này là 3. 3. Nút số 4 là dưới số 1. X bằng 0. Y bằng 3. Độ rộng, độ cao. X bằng 0, y bằng 3. Rồi, số 4 ở dưới. Rồi nó sắp được số 4 ở dưới rồi. Số 4 độ rộng gấp đôi lên. Độ rộng của số 4 gấp đôi lên. Rồi, độ rộng của số 4 gấp đôi ha. Gấp đôi so với số 1. Rồi, tiếp tục. Độ rộng số 4 gấp đôi nè. Còn cái này chưa, tí nữa nó giãn cái số 5 ra, cái bắt đầu nó đẩy cái số 2 ra. Đó. Bây giờ mình thêm số 5. Số 5 thì ngang. Số 5 vách tầng 5. 5 tức là ở đây là số 4. Số 4 x của chúng ta 1, 2, 4. 4 y của chúng ta y 2, width 2.
Số 5. Số 5 mình giảm y lại cái ha. Giảm y lại đúng không? Giảm y cho nó lên. Số 5 giảm y lại. Rồi ok, tăng chiều cao lên. Đó, số 2 tự nhiên nó giãn ra liền đúng không? Số 5 giảm y lại tăng chiều cao lên. Chiều cao tương đương với lại số 1. Chiều cao là 2. Số 1 chiều cao là 2. Rồi mình cứ thêm tiếp đi, rồi mình chỉnh sau. Mình thấy nó không hợp rồi mình sẽ điều chỉnh tiếp. Số 4 rồi, số 5, bây giờ số 6. Mình qua đến số 6 đi. Rồi số 6 tức là chỗ này số 5. Số 6 thì x của mình 5, y của mình 0, độ lớn 1, độ cao 1. Số 6 nó bị thiếu x. Rồi ok. Số 6 nó sẽ tăng chiều cao lên. Tăng chiều cao lên. Rồi. Tăng xuống nữa hả? Tăng xuống đến số 4 luôn. Số 6 tăng chiều cao lên. Đó. Số 6 tăng chiều cao lên đến số 4 luôn. Rồi gì nữa? Số 7, số 5 của mình thiếu chiều cao nè. Đó, mình đang chạy mà số 5 của mình nó lõm nè, nó đang thiếu chiều cao, đẩy số 5 lên. Số 5 của mình tức là số 4 chiều cao. Không, chiều cao 3 hoặc 4. Đó. Chiều cao nó lên rồi ha. Đó, chiều cao của nút số 5. Bây giờ nút số 7 x bằng 0 và y bằng bằng 7. Thử coi nào. Nút số 7, 7 tức là chỗ này 6. 6. Nút số 7 x bằng 0 y bằng 7. Độ rộng 1, độ cao 1. Đó là nút số 7. Đây, nút số 7. Được chưa? Nút số 8 thì tương tự như nút số 7. Nút số 8 tương tự như nút số 7 nhưng mà x tăng lên, y tăng lên. X tăng lên, y tăng lên. Đó, nút số 8. Được chưa? Nút số 9. Nút số 9 x tăng lên, y tăng lên. X tăng lên, y tăng lên. Rồi, được không? Đó là get back layout. Như vậy chỗ này các bạn nhìn nè, mình cho cái nút số 2 nè nó dài, cái nút số 3 nó gấp đôi nút số 1. Nút số 2 là nó gấp 3 lần 3 phần 2 của nút số 3. Như vậy tùy các bạn điều chỉnh cái độ rộng của các nút. Vậy mình muốn nó rộng nó hẹp thế nào là do mình điều chỉnh cái độ rộng width 2 của các cái nút đó. Rồi cái tiếp theo là chỗ này là thầy cho các cái nút của chúng ta là giãn giãn x, giãn y, top, button nè. À, nó có độ giãn. Còn nếu như mà thầy cho cái chỗ insert này bỏ đi.
chú thích cái insert này đi, chạy lại. Các nút nó nằm sát nhau. Đó là demo về GitPath layout. Rồi, nếu như mà mình không có cho tỷ lệ giãn này, không cho tỷ lệ giãn, thì các nút của mình nó nằm đúng vị trí luôn, không giãn luôn. Và cái chỗ mà mình cho là 1, 2, 3, 4, cái vị trí của nó đó, 5, 6, 7, 8 đó, là nó nhảy đến đúng vị trí luôn, nhưng mà cái số cạnh của nó là không có giãn ra, không có mở rộng ra, không có expand ra. Cho nên mình không thấy cái nút của mình nó bự. Bảo này là mình cho nó mở rộng theo hai chiều. Mình muốn nó lớn theo chiều nào thì nó sẽ lớn theo chiều đó. Đó là GitPath layout.